cả nhà hello, welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Sáng thứ sáu quý vị, trời rất là âm u, mây mù mưa. Mời quý vị nghe tin tức buổi sáng nha. Mưa sẽ lớn lắm, ban ngày xác suất mưa là 63% và nhiệt độ cao nhất sẽ là 80 độ, thêm sấm sét, rồi như vậy là chúng ta thấy bắt đầu một tuần ướt át luôn. Và ban đêm xác suất mưa còn 36% và nhiệt độ sẽ là 71. Ngày mai thứ bảy 84, 66 thunderstorm, và ngày mai thì gió lại cũng thổi mạnh nữa, và xác suất mưa ngày mai tới 68%. Ngày Chủ nhật vẫn tiếp tục mưa, xác suất 88% và nhiệt độ sẽ là 78-66. Bước qua cái tuần lễ ngày thứ hai cũng vẫn tiếp tục mưa. Tha hồ mà mang ô với lại mang áo mưa nhé Đăng Khoa. Dạ vâng, đúng như vậy Houston, thì ngày hôm nay có thể cũng sẽ là một ngày mà gió và mây khá nhiều đối với thành phố Houston, nhưng mà chắc có lẽ mưa sẽ đợi đến Chủ nhật thì mới có thể có phần trăm cơ hội mưa nó cao hơn. Tại vì ngày hôm nay thì bây giờ bên ngoài khuôn viên của Đài Sài Gòn là 73 và lên cao là 82, về đêm xuống thấp sẽ là 71-72. Ngày mai thứ bảy cũng như vậy, 83-73. Đến ngày Chủ nhật thì là 60% cơ hội mưa. Và thật ra thì những ngày từ ngày hôm nay cho đến thứ 2 của tuần lễ sau đó, thì Houston cái con số nhiệt độ nó không có thay đổi nhiều. Mỗi một ngày như vậy lên cao sẽ là vào khoảng 80-81, về đêm xuống thấp là 71-72. Có chăng cái sự khác biệt đó là sẽ có những ngày mưa, tức là ngày Chủ nhật và thứ hai của tuần lễ sau á, Houston mưa khá nhiều, và thậm chí thứ ba như vậy, ít nhất là đều 60-70% cơ hội mưa đối với thành phố Houston. Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tại Houston, Conoco dành bản tin đầu tiên cho biết theo các giới chức và luật sư thì nói rằng là hầu hết những em sinh viên biểu tình bị bắt trong ngày thứ tư vừa qua trong một cái cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở trường đại học Texas trong khuôn viên tại thủ phủ Austin đã được bãi bỏ các cáo buộc và thả ra. Ở giữa trang thì nối tiếp phần tin liên quan đến vụ phó cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Houston là ông John Cordu, 50 tuổi. Phần tin cho mình nối tiếp đó nói rằng là ông qua đời hôm thứ ba vừa qua khi bị một chiếc xe tải đâm vào giải phân cách của Grand Parkway thuộc phía tây bắc của Houston. Phó cảnh sát trưởng đã dừng lại để giúp đỡ cho một người lái xe bị kẹt trong một cái vụ va chạm khác, khi một chiếc xe pickup truck đang chạy trên xa lộ lao qua chiếc xe của anh đang đậu và tông vào người của ông Cordu khiến ông qua đời ở độ tuổi 50. Bên phải của tờ báo là phần tin cho biết là những cái hồ sơ vụ án liên quan đến những trợ lý của bà thẩm phán quận Harris là bà Lina Hidalgo thì theo như rằng là cơ quan điều tra cho biết là họ đã chuyển hồ sơ đến văn phòng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và bên góc phải bên dưới của tờ báo nói rằng trong ngày hôm qua thứ năm, các giới chức quản lý của trường đại học Texas Southern University đã chọn một cựu quân nhân đã nghỉ hưu là Phó Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ, ông James Crawford đệ tam, là người vào lựa chọn duy nhất để trở thành hiệu trưởng thứ 14 của trường. Ông là một cựu quân nhân và ông sẽ lãnh đạo trường đại học sau nhiều năm hỗn loạn, cũng như là thay vị trí cao nhất trong văn phòng quản lý của trường. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái sự kiện là những cái cáo buộc đã bị hủy bỏ đối với lại những người biểu tình bị bắt vào hôm thứ tư trong cái lúc mà họ biểu tình để phản đối
với chiến tranh tại Gaza ngay trên cái khuôn viên của trường đại học University Texas tại bên Austin. Rất nhiều người đã bị bắt này đã được rời khỏi nhà tù quận Travis County vào hôm qua thứ Năm, với tất cả những cái cáo trạng đã bị hủy bỏ đối với lại 46 cá nhân, sau khi có luật sư biện hộ đã nêu ra những cái câu hỏi có liên quan về cái việc thiếu những cái văn kiện để mà có thể bắt giữ. Theo như là luật sư của quận Travis County là bà Lilia Gonza đã nói như vậy. Bản tin kế cho hay là cầu thủ wide receiver của đội Kansas City Chiefs là ông Rashi Rice sẽ phải đối diện với cái vấn đề kỷ luật của cả hai. Thứ nhất là của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia NFL và Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, sau khi ông này bị cáo buộc là đã liên quan đến một cái vụ đụng xe rồi bỏ chạy. Thế nhưng là các chuyên gia cho hay là cái con đường dẫn đến cái vấn đề giải quyết này nó mới chỉ bắt đầu mà thôi. Bản tin kế cho hay là các xưởng sản xuất điện chạy bằng than sẽ buộc phải hút lại tất cả những cái khói mà họ đã thải ra, hoặc là họ sẽ phải bị đóng cửa theo một quy định mới vào ngày hôm qua của cơ quan bảo vệ môi trường cho biết như vậy. Với cái giới hạn cho cái việc thải ra chất hơi ở nhà kính bởi những cái hãng xưởng sản xuất điện chạy bằng nhiệt gọi là bằng những cái nhiên liệu khoáng thạch. Đây là một trong những cái tham vọng của chính quyền của ông Biden là nhằm muốn giảm thiểu về cái việc mà sa thải làm cho hâm nóng toàn cầu bởi các bộ phận sản xuất điện. Và cuối cùng thì các vị thẩm phán tối cao pháp viện bảo thủ tại tối cao pháp viện vào ngày hôm qua đã đưa ra cái tín hiệu ủng hộ ở việc các vị tổng thống của Hoa Kỳ nhận được cái mức độ bảo vệ khỏi cáo buộc hình sự trước một số các hành vi thực hiện trong thời gian còn đang đương chức, ở giữa lúc đắn đo trước cái yêu cầu miễn trừ truy tố của cựu tổng thống Donald Trump trong vụ cố gắng lật ngược cái thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, anh Đăng Khoa. Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý khán giả, nói tiếp cái bản tin ngày hôm qua đó liên quan đến việc đó là một phó cảnh sát của sở cảnh sát quận Harris đã qua đời bởi vì một cái tai nạn trên xa lộ đó. Thì cái bài viết của tờ Houston Chronicle ngày hôm nay tiếp nói về cái bản tin này. Thì thưa quý vị, là vào tháng 8 năm 2016, một cái câu chuyện đó là một người đàn ông đã ngồi trên một cái phần đường dẫn vào cái khu vực Texas 99 cách cái mặt đất khoảng 100 feet. Thì cái người đàn ông này đe dọa là sẽ tự tử nhảy xuống cái khu vực này. Nhưng mà lúc đó thì cảnh sát John Coulos, một cái phó cảnh sát đã tuần tra ở khu vực này từ lâu, đã tiến đến một cách rất là bình thường và nói chuyện với người đàn ông đó trong vòng 30 phút, và với sự giúp đỡ của những cái người nhân viên cảnh sát khác thì đã cố gắng thuyết phục và giúp cho người đàn ông này tránh cái vấn đề tự tử. Và đó là một trong những câu chuyện đã được tờ Houston Chronicle viết trong một cái bài viết được đưa lên cái tờ báo này. Tuy nhiên thì nó còn có những câu chuyện phía sau. Kodos 50 tuổi, người đã qua đời hôm thứ Ba khi mà bị một cái chiếc xe pickup truck đã đụng vào ở tại cái khu vực Grand Parkway ở phía tây bắc Houston. Thì cảnh sát Kodos đã dừng lại để mà giúp đỡ một người khác bị một cái tai nạn trên cái xa lộ này, khi mà cũng bị một cái chiếc xe pickup truck đụng vào cái chiếc xe đang đậu. Kodos là các trưởng đầu tiên đã bị thiệt mạng khi mà đang làm nhiệm vụ kể từ năm 2022. Nói về vụ tai nạn này thì cảnh sát trưởng S. Vendelet cho biết là Coulouse là một cái nhà điều tra tội phạm bạo lực đã thực hiện tốt công việc của mình trong suốt cái thời gian mà phục vụ cho sở cảnh sát của quận Harris. Cảnh sát trưởng S. Vendelet nói thêm không có gì ngạc nhiên khi mà anh ấy đã dừng lại và giúp đỡ. Đây chỉ là một trong những công việc mà Kudos đã làm trong những năm vừa qua. John Kudos sinh ra và lớn ở Houston. Sau khi tốt nghiệp trung học thì anh đã gia nhập quân đội và phục vụ với tư cách là cảnh sát quân sự tại Fort Leavenworth ở Kansas. Năm 2003, Kudos gia nhập văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris, đầu tiên với cái việc đó là làm việc trong các cái trại tù. Sau đó thì bắt đầu giữ chức tuần tra ở bên ngoài và ở khu vực phía tây quận Harris bắt đầu từ năm 2005, bao gồm cả khu vực Kennedy, cho đến khi chính thức trở thành điều tra viên vào năm 2000.
đến như là một người rất là quan tâm và lúc nào cũng cố gắng để mà xây dựng các cái mối quan hệ một cách tốt đẹp. Joe Sanchez là phó điều tra viên cảnh sát trưởng người đã làm việc Kodo trong những ngày mà họ tuần tra cho biết là anh là một người lúc nào cũng luôn có những có thử thách và cố gắng vượt qua đó. Anh ấy đã thể hiện một cái điều này lần nữa khi mà đã từng xảy ra một cái cơn bão lớn và nó đã làm đứt cái đường dây điện ở khu vực của góc đường Parker Cypress và Clay. Lúc đó thì cảnh sát trưởng gốc người Việt Nam là Mai Nguyễn đã cùng với Kolo tuần tra ở khu vực này cho biết là cơn bão đã làm ảnh hưởng đến cái vấn đề giao thông trong vòng một dặm. Thì Kolo sẽ gọi Nguyễn đến để giúp kéo cái đường dây điện ra khỏi đường. Và Nguyễn nói rằng đó là một cái điều thật điên rồ, nhưng mà Kudos là một người như vậy. Anh muốn gần như là bảo đảm tất cả mọi người không bị ảnh hưởng bởi những cái tai nạn liên quan đến cái trận bão lúc đó. Và bởi vì cái vấn đề những cái đường dây điện nó cũng có thể nó gây ra cái sự nguy hiểm. Và anh muốn tất cả mọi thứ phải được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Các đồng nghiệp cho biết là thậm chí Kudos đôi khi còn tuần tra khu vực riêng của mình bằng xe đạp. Và nhiều người rất là quý mến tính khách quan. Khi mà trở thành điều tra viên vào năm 2019, đầu tiên trong cái bộ phận mà điều tra các cái vụ cướp và sau đó là các cái vụ mà liên quan đến tội phạm bạo lực, thì mọi người nhận xét Cruz là một người đam mê với công việc và lúc nào cũng tham gia các vụ án một cách rất là nghiêm túc và rất là nhiều đam mê. Ngoài công việc của mình thì Cruz còn là một cái người rất là thích về vấn đề đi săn và cũng như là câu cá. Ngay cả khi mà qua đời như vậy thì đã để lại rất là nhiều những cái sự tiếc thương và đau buồn cho không riêng gì gia đình mà cho tất cả các cái đồng nghiệp làm việc chung trong sở cảnh sát. Thi thể của Kudos đã được hộ tống vào sáng ngày hôm qua thứ năm từ Viện Khoa học Pháp y của Harris đến nhà tang lễ Kennedy, khi một cái cuộc diễu hành kéo dài 3 phút của xe cảnh sát băng qua thành phố Houston đã đóng cửa tất cả các con đường lớn để mà có thể giúp cho Kudos để đến cái khu vực nhà tang lễ. Quay trở lại với cô Thu Nga. Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một người đàn ông đã đi ra khỏi apartment của ông ta ở Arlington và trong tay thì mang cái dao 55 đã bị cảnh sát bắn chết vào buổi xế trưa thứ năm. Khoảng 4:40 chiều thì cảnh sát Arlington đã đáp ứng báo cáo họ tới một apartment complex ở cái số 2700 block of Lawrence Road để điều tra một vụ đâm chém. Đó là theo một bản tin vừa được release từ cảnh sát Arlington. Khi mà cảnh sát tới nơi chỉ mới khỏi cái Southwest, nơi đường North Collins Street intersection với North East Greenwood Boulevard, họ nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn ra từ cửa sổ. Và vì đã được báo trước cho nên các cảnh sát đã xét đến một cái tính toán chung quanh cả apartment và ra lệnh người đàn ông bước ra bên ngoài và phải cho thấy hai bàn tay của ông ta. Người đàn ông bước ra khỏi apartment nhưng mà trên tay cầm một con dao. Theo tờ New Regis cho biết, nhân viên công lực đã ra lệnh cho người đàn ông nhiều lần là bỏ con dao xuống nhưng ông ta không chịu tuân theo. Rồi bỗng nhiên ông ta tiến tới một viên cảnh sát và một trong những cảnh sát này đã nổ súng vào ông ta. Và người đàn ông đã bị trúng đạn ngã xuống nhưng lại vội đứng lên ngay và bắt đầu chạy về phía vùng cây rậm rạp phía đông của complex giữa apartment building và North Collins theo lời của cảnh sát. Các officer đã chạy đuổi theo người đàn ông và tiếp tục ra lệnh cho ông ta ngừng lại và bỏ dao xuống. Trong khi nhân viên công lực chạy đụng một cái bức tường chặn nước thì người đàn ông quay lại, giơ cái dao lên và bắt đầu tiến tới gần cảnh sát. Và cùng một người cảnh sát đã nổ súng trước đó dùng vũ khí bắn lần nữa và người đàn ông quay người lại và bắt đầu chạy xuống cái bờ tường ngăn nước vào cái cánh đồng dọc theo đường North Collins, nơi ông ta ngã xuống đất nhưng vẫn cầm chặt con dao. Người cảnh sát thứ hai dùng taser làm cho ông ta không cử động được và bắt ông. Trong khi họ đang còn cầm tay ông ta thì cảnh sát thấy ông ta có vết thương bị bắn. Những nhân viên cảnh sát vội vàng dùng phương pháp cứu sống cho đến khi mà nhân viên cấp cứu đến. Người đàn ông được đưa vào bệnh viện và đã chết sau đó. Không có cảnh sát nào bị thương trong vụ này và những cảnh sát đã bắn cái loại laser options nào sẽ được xác nhận sau khi điều tra. Phương Nguyên. Xin thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một cái phần tin liên quan đến vụ án của những cựu trợ lý của bà thẩm phán quận Harris là bà Lina Hidalgo. Thì theo văn phòng biện lý quận hạt Harris là bà Kimok ngày hôm qua nói rằng
là bà sẽ giao tất cả các hồ sơ cho văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Paxton liên quan đến các vụ án hình sự đang chờ xét xử đối với ba cựu nhân viên của thẩm phán quận Harris, với những cái cáo buộc là đã ký hợp đồng với một cái công ty quen biết để được ưu tiên về vấn trong cái trận đại dịch Covid-19. Mặc dù bà Kimmock là người đã thua trong cuộc đua tái tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ vào tháng 3 trước cựu công tố viên Sim Terry, thì bà lập luận rằng người kế nhiệm của bà có thể sẽ không có được những cái thông tin đáng tin cậy trong các vụ án, nhưng mà bà đã dừng việc tái sử dụng văn phòng của mình. Do đó thì bà nói rằng là nên chuyển hồ sơ cho văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp. Quyết định của bà Kimmock đã gây ra sự hỗn loạn cả về mục tiêu từ bỏ các vụ án là và cũng như rằng là cái ý nghĩa của hành động này. Bà đã lên tiếng yêu cầu ông Paxton, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đảm nhận quyền quyết định trong các vụ án. Nhưng mà văn phòng của ông Paxton thì trong một cái thông cáo báo chí nói rằng họ chỉ hỗ trợ cho văn phòng biện lý quận mà thôi. Các luật sư bào chữa cũng như các chuyên gia pháp lý thì họ suy đoán là điều gì có thể xảy ra nếu các vụ án không được đem ra xét xử vào thời điểm văn phòng biện lý có một cái nhân viên, có một người quản lý mới tiếp quản văn phòng đầu năm sắp tới. Các luật sư của những người bị khởi tố thì đều khẳng định thân chủ của mình là vô tội. Và thẩm phán Lina Hidalgo hôm thứ Năm ngày hôm qua đã bỏ các truy tố nhiệm vụ của bà Kimmock và nói rằng là hành động này mang mục tiêu chính trị và là vô căn cứ. Bà Hidalgo trong cái tuyên bố nói rằng trong những ngày chuẩn bị rời nhiệm sở thì bà Kimmock đã niêm phong di sản của mình bằng cách gửi cái mối thù hận này cho một người thường xuyên tham gia vào các cuộc tấn công chính trị chống lại tôi và quận hạt Harris, nhằm ám chỉ ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Paxton. Ông Paxton đó thì đã lên tiếng tạo điều kiện cho quận hạt Harris đầu tháng này về những và liên quan đến cái vụ mà cái chương trình Uplift Houston, thì ông đã có xung đột với quận hạt Harris. Ủy viên phân khu quận 1 là ông Ronnie Ellis, cũng là đảng viên đảng Dân Chủ, nói rằng quyết định của bà Kimmock là theo gây ra cái tình trạng lục đục và nó là một cái vấn đề là trả thù một cấp độ mới. Và mặc dù đó bà Kimmock là bà là đảng viên của đảng Cộng hòa, đảng Dân Chủ, nhưng mà bà đã thất bại trong cuộc chạy đua tái tranh cử, thì quyết định của bà đã nhận được lời khen từ các đảng viên đảng Cộng hòa vì đã quyết định đưa cái vụ này lên văn phòng ông Paxton. Trong đó ông thượng nghị sĩ Paul Pentecost gọi đây là một cái hành động đáng trân trọng. Còn ủy viên phân khu số 3 Tom Ramsey thì đổ lỗi cho bà Hidalgo vì đã chính trị hóa cái quá trình xét xử. Trở lại với anh Quang Hưng. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, trong cái lúc mà một số các sinh viên phản chiến biểu tình tại các trường đại học tại tiểu bang Texas và bị bắt giữ, thì hãng thông tấn AP đã có một cái cuộc điều tra. Thì họ cho thấy rằng là có ít nhất 15 người đã bị tử vong tại tiểu bang Texas trong vòng một thập niên qua, theo sau khi mà họ đã chống cự lại cảnh sát trong các cuộc biểu tình. Và trong cái lúc mà các nhân viên y tế đã chích vào người họ một loại thuốc an thần cực mạnh. Một số những cái vụ này đã xảy ra tử vong tại thành phố Dallas và các vùng phụ cận. Một số khác thì xảy ra tại tiểu bang Texas, từ thành phố Odessa cho tới Austin và cho tới Houston. Những cái chết này nằm trong số hơn 1.000 các vụ điều tra bởi hãng thông tấn AP tại Hoa Kỳ. Những cái người mà đã bị chết sau khi mà các giới chức sử dụng không phải là bằng súng, cũng không phải là bằng vũ lực, hoặc là không phải dùng súng điện taser, nhưng mà lại sử dụng chích thuốc an thần. Nhưng mà các loại thuốc này không có nghĩa là họ có thể giết người. Các nhân viên y tế cho hay là vũ lực của cảnh sát đã tạo ra hoặc là đóng góp hơn một nửa tất cả về cái chết đó. Hiện không rõ được rằng là theo như là hãng thông tấn AP là các loại thuốc an thần có đóng một cái vai trò trên 94 cái chết có liên quan đến thuốc an thần hay không, và được báo cáo đã từng xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2021. Một số ít những cái vụ
chết người này có liên quan đến thuốc an thần. Và các giới chức thẩm quyền thì ít khi điều tra về cái việc là liệu khi mà chích thuốc an thần đó có đúng hay không. Và họ chỉ quan tâm về cái việc là sử dụng vũ lực của cảnh sát và một số các loại ma túy khác trong người của nạn nhân. Những cái ý tưởng này nằm sâu về cái vụ mà chích thuốc để mà có thể làm cho cái người chống đối là dịu bớt đi khi mà họ sử dụng ma túy hoặc là trong người của họ có chất rượu bia, và là một cái hình thức về vấn đề tâm lý, rồi sau đó họ mới có thể chở cái người đó đến bệnh viện. Những cái người ủng hộ thì cho rằng là thuốc an thần này có thể nhanh chóng làm giảm về cái việc mà chống đối là cái nhân viên phản ứng đầu tiên, tức là các nhân viên cảnh sát và y tế trong cái vấn đề bạo lực. Còn những cái người chỉ trích thì họ tranh luận rằng là các loại thuốc này khi mà chích thì không có được sự chấp thuận của cá nhân đó và rất là nguy hiểm. Tiểu bang Texas có một số những cái vụ có liên quan đến cái việc mà chích một số các loại thuốc nhằm để mà giúp làm giảm cái sự giận dữ của con người khi mà chống lại cảnh sát, và hầu hết là đều do các nhân viên y tế ở bên ngoài bệnh viện chích vào. Trong số đó có hai cái vụ tử vong có liên quan đến cái loại thuốc an thần ketamine. Đó là hai người đàn ông tử vong vào năm 2015 tại Golan và Fresno, và một vụ tử vong khác thứ ba có liên quan đến thuốc an thần ketamine xảy ra đối với một người đàn ông tại thành phố Houston vào năm 2021. Anh Khôn Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức chuyên biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Đà Lạt. Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Ok, em đã có điểm hẹn quen thuộc rồi, xin tổng chào, hẹn lại clip kế tiếp.